Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ chồng Son. Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau bước vào hành trình khám phá những câu chuyện tình yêu đầy màu sắc, nơi những cặp đôi không chỉ chia sẻ niềm vui, hạnh phúc mà còn cả những thử thách và nỗ lực để vun đắp cho tổ ấm của mình. Mỗi cặp vợ chồng đến với chương trình đều mang theo những câu chuyện rất riêng, những kỷ niệm vui buồn và cả những góc khuất ít ai biết đến. Hãy cùng lắng nghe, cảm nhận và học hỏi từ những trải nghiệm chân thật của họ, để thấy rằng hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì quá xa vời, mà nằm ngay trong sự thấu hiểu và yêu thương nhau từng ngày. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đặc biệt trong tập hôm nay. Bạn có phải người Pháp không? Yes, from France. Are you from Paris? No. No? Paris. Limoges. Đến từ Limoges. Ok, như vậy là cậu được thấy rồi. Hả, vừa nói là có người Pháp xuất hiện liền. Hay quá. Rồi, thôi bây giờ xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình đi. Dạ. Nè. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thu Trang, năm nay con 28 tuổi. Yeah. Hiện tại con là kế toán, con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Ben. Ben. À, Jamin. Benjamin. Yes. Mm-hmm. I am 35 and I work with the police on the crime scene. Công việc của ảnh là bác sĩ pháp y. Bác sĩ pháp. Wow. Trời ơi. Cái lần đầu tiên khi mà con nghe ảnh nói về cái công việc của ảnh á, con lúc đầu con hơi bất ngờ, con hơi sợ một tí. Nhưng mà sau này khi mà nghe ảnh kể nhiều hơn về công việc của ảnh, con cũng thông cảm và hiểu cho công việc của ảnh. Cặp vợ chồng tham gia chương trình thật sự gây ấn tượng với khán giả khi cô gái là một kế toán tỉ mỉ, còn anh chàng là một bác sĩ pháp y người Pháp. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt này không chỉ tạo nên một câu chuyện thú vị mà còn phản ánh sự đa dạng trong cuộc sống của họ. Khi họ gặp nhau, chính những sự khác biệt này đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt. Công việc của anh là gì? Lúc đó anh không nói với con, anh chỉ đưa cho con một cái hình là ở trong một cái bệnh viện là nhà xác. Thì con cũng hơi sợ. Nói chuyện với nhau, ảnh cũng kể là công việc của ảnh là khi có một cái vụ án nào đó xảy ra, công an sẽ đến và đưa vào trong bệnh viện, và sau đó là tiếp tục, đó là công việc của ảnh là khám nghiệm tử thi. Bác sĩ là mổ xẻ đó, mổ ra luôn, phân tích tất cả mọi thứ. Dạ đúng rồi cô. Tìm ra nguyên nhân đó. Chúng ta có thể thấy rằng công việc của anh chàng bác sĩ pháp y không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, anh thường xuyên phải đối mặt với những tình huống khó khăn, phân tích các hiện trường vụ án và tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau mỗi vụ việc. Công việc này không chỉ mang lại áp lực lớn mà còn là một cuộc hành trình khám phá sự thật, nơi mà mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là chìa khóa dẫn đến lời giải cho một bí ẩn lớn. Ông này ổng mập mà ổng râu ria nhiều quá nên con cũng hơi sợ, con không có thích. Mà sau lần gặp đầu tiên con thấy ảnh rất là thân thiện, rất là lãng mạn. Sau cái lần đó ảnh bay về Pháp lại, ảnh hỏi con là có muốn làm bạn gái của ảnh không. Và con cũng đồng ý. Nice. How you feel when the first time you meet? I love Vietnamese Asian girls. I only looking for this. And one day my Instagram phone Instagram. Oh my god. And I follow her typically, and I look. And I'm very, very shy, very shy person. The only way for talk with her is because the France win the World Cup in 2018. After she posted something about France and the World Cup, and I sent her a message. And? Thức là thích con gái Việt Nam và châu Á. Nên khi mà ảnh tìm thấy con trên mạng xã hội, dạ, ảnh follow con. Dạ, rất là, ảnh nói là ảnh giống như là một cái tiếng sét ái tình. Dạ, một tiếng sét ái tình vậy. Câu chuyện của cặp vợ chồng hôm nay thực sự bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị. Anh chàng bác sĩ pháp y, trong một lần lướt mạng xã hội, đã vô tình thấy được hình ảnh và bài viết của cô gái. Đặc biệt, anh luôn có một sự yêu mến đặc biệt dành cho những người phụ nữ Việt Nam, với nét duyên dáng, sự thông minh và khả năng chăm sóc gia đình mà họ mang lại. Điều này đã tạo nên động lực để anh quyết định nhắn tin và làm quen với cô. Khi mà gặp bạn thì sao? Mẹ con lúc mà biết là con quen ảnh thì cũng hơi sợ. Tụi con yêu xa, con gái một mình con sẽ khổ, sẽ không có được... mình mà nếu mà không có một người đàn ông bên cạnh á thì mình phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều, nên là mẹ sợ. Mẹ không phải là ngăn cản, nhưng mà mẹ cũng khuyên con là có nên suy nghĩ lại không. Lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó là năm 2019 là con mới có 22, dạ, 22 tuổi. Dạ. Vậy đó. Bây giờ con làm kế toán. Dạ. Giờ ảnh qua đây thì ảnh làm cái gì? Dạ không, ảnh hiện tại vẫn làm việc ở bên Pháp. Hai tụi con đang trong quá trình là làm giấy tờ để con định cư ở ở Pháp với ảnh. Nice. Dạ. Sau khi á là con chấp nhận làm bạn gái anh rồi đó, con trả lời liền đó, đúng không? Dạ, đúng. Đến bao lâu thì ảnh nói ảnh mới quay cầu lại Việt Nam và ảnh cầu hôn con? Sau đó thì con có qua bên Pháp một tháng để gặp gia đình ảnh. Đó là dịch xảy ra, là tụi con phải xa nhau 2 năm, ảnh không có về Việt Nam được. Và lúc đó tụi con có những cái mâu thuẫn với nhau. Con nghĩ là tụi con sẽ chia tay nhau luôn. Tại vì con không biết là khi nào mà dịch hết để mà ảnh có thể về Việt Nam lại. Mà ảnh lúc đó con nói là thôi mình chia tay đi. Ảnh khóc quá trời luôn. Ảnh kêu là đợi anh đi, để khi nào mà Việt Nam mở cửa lại thì anh sẽ cố gắng tất cả mọi thứ để mà anh bay về với em. Thì sau 2 năm là lúc mà ảnh vừa đưa đáp chuyến bay, vừa ảnh vừa gặp em ở sân bay, là ảnh ôm em, ảnh khóc quá trời, hai đứa được ôm nhau khóc. Chúng ta có thể thấy rằng sự khó khăn về khoảng cách địa lý đã mang đến một số thử thách cho mối quan hệ giữa anh chàng và cô gái. Dù đã kết nối với nhau qua mạng xã hội và có nhiều cuộc trò chuyện thú vị, nhưng khoảng cách giữa hai đất nước vẫn là một trở ngại không nhỏ. Điều này khiến cho việc sắp xếp thời gian trò chuyện và gặp mặt trở nên khó khăn hơn, đôi khi họ không thể gặp nhau trong các giờ rất phù hợp. Tuy nhiên, chỉ những thử thách này lại giúp họ phát triển thêm tình cảm và sự thấu hiểu lẫn nhau. Họ phải học cách trân trọng từng khoảnh khắc mà họ có với nhau, dù chỉ là những cuộc gọi ngắn hay những tin nhắn vào lúc nửa đêm. Sự cố gắng duy trì liên lạc đã giúp họ xây dựng niềm tin và sự kết nối mạnh mẽ hơn, khiến cho mối quan hệ trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Là bởi vì cái công việc là của ảnh á. Dạ. Anh nghĩ là một cái người rất là lạnh lùng, nhưng mà không ngờ ảnh lại là một người rất là tình cảm như vậy. He say that he don't think that about your job. He would think that you are strong man, like brave, but you look so friendly and kind. Thank you. Cảm ơn. Cái đợt đó em đi Pháp là do là ảnh mời. Dạ, ảnh mời em qua để đi du lịch và sẵn là gặp gia đình của ảnh luôn, ba mẹ của ảnh. Lúc đầu con cũng không biết là cái văn hóa và người Pháp với người Việt Nam có khác nhau hay không. Nhưng mà sau khi con gặp gia đình của ảnh, ba mẹ ảnh thì cũng như người Việt Nam mình, cũng rất là thân thiện. Mẹ của ảnh nấu ăn rồi dắt con đi shopping rất là vui vẻ, và cả gia đình rất là vui và thân thiện. Có dẫn đi tới chỗ làm ảnh mày có dẫn con dắt con xỉu luôn á đó. He say that did you take me go to your work in France? I say no. But see, là good, of course, yes, we take care. No problem. Rồi cái khi mà ảnh sau dịch, ảnh về Việt Nam và ảnh ôm Trang khóc sướt mướt ngoài sân bay. Bao lâu thì ảnh mới cầu hôn Trang? Chắc chắn là cái chuyến đó là về. Với tính chất công việc này của anh chàng cũng đã hình thành nên một con người đầy sự kiên nhẫn, quyết tâm và có khả năng ứng phó tốt với áp lực. Anh thường xuyên phải tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này khiến anh càng trân trọng những khoảnh khắc khi có thời gian trò chuyện và kết nối với cô gái. Thì gia đình đang chụp hình thì thấy ổng cứ lay quay, không biết làm cái gì hết. Mà ảnh cũng giữ bí mật cho, không có nói cho ba mẹ con nghe, cũng không có nói cho ai hết. Thấy cứ ổng cứ lay quay thì cứ chụp hình thì lấy sợ ảnh rút ở trong túi ra một cái nhẫn, là ảnh hỏi con là do you marry me? Xong dạ con cũng và con đồng ý. Thì sau đó hai tụi con định kế hoạch là làm đám cưới, và tụi con vừa đám cưới vào năm ngoái, được một năm rồi. Oh my god, wow. Tên là cái đám cưới bên Pháp không? Dạ sắp tới là tụi con coi, khi mà con qua bên đó thì con sẽ tổ chức một cái tiệc ở bên đó. Cái lúc mà anh quỳ xuống, anh nói câu đó, anh có khóc không? Dạ có, ảnh rất là hay dễ khóc, ảnh run như vậy. Sau ảnh hỏi con là có em có muốn lấy anh không. Con cũng bất ngờ khi mà con thấy ảnh cầu hôn con. Con cũng khóc, nhưng mà con thì không phải là cái kiểu mà dễ khóc như ảnh. Lúc đó con rất là xúc động vì hạnh phúc, và cả nhà ba mẹ đều thấy cái khoảnh khắc đó. Qua việc chia sẻ của cô gái về màn cầu hôn, chúng ta có thể thấy anh chàng bác sĩ pháp y không chỉ là một người đàn ông mạnh mẽ mà còn rất nhạy cảm và dễ xúc động. Sự nhạy cảm này không chỉ khiến cô cảm thấy được trân trọng mà còn làm cho mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn. Cô hiểu rằng anh là một người đàn ông không ngại bộc lộ cảm xúc,
Điều này tạo ra một không gian an toàn để cả hai có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những mong mỏi trong cuộc sống. Cưới một năm. Dạ. Một năm. Đó. Nhưng mà trước đó là hai đứa cũng đã sống với nhau một thời gian đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thôi nói tật xấu đi. Đó. Anh có tật xấu gì không con? Tật xấu anh rất là nhiều luôn. Wow. Thứ nhất là anh rất là mê chơi game. Khi mà ở bên Pháp á, nhiều khi ảnh chơi game với bạn ảnh mà con gọi điện là ảnh không bắt máy luôn. Con, Sorry. Yes. Nhiều lần mà con giận ảnh, giận quá trời giận luôn mà ảnh vẫn vậy. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Chứ có cái tật là đồ ảnh xài đâu là ảnh dục đó luôn, ảnh cứ để đó bừa bộn lắm. Con nói hoài ảnh là ảnh phải xài, ảnh để đâu anh xài rồi anh phải dọn vô, nhưng mà ảnh cứ như vậy. Nhiều khi hai đứa cãi nhau vì cái việc là bừa bộn của ảnh. Dạ, con thấy là chỉ có hai cái đó là nhiều khi là hai đứa cãi nhau á. Dù yêu thương nhau nhưng không ai hoàn hảo, và những điều này đôi khi cũng mang lại những giây phút thú vị trong mối quan hệ của họ. Một trong những thói quen mà cô thường nhắc đến là anh chàng mê game. Dường như game đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Đôi khi cô cảm thấy mình như một cô vợ bị bỏ rơi trong những giờ phút ấy. Ngoài ra, cô cũng nhắc đến thói quen hơi vứt đồ bừa bộn của anh. Dù những thói quen này đôi khi gây ra một chút khó chịu, nhưng cô gái vẫn yêu thích sự chân thật và tự nhiên mà anh mang lại. Họ cùng nhau tìm cách dung hòa giữa sở thích cá nhân và không gian sống chung, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Còn mỗi lần mà hai đứa cãi nhau là anh lúc nào cũng là người xin lỗi con đầu tiên hết. Họ không biết là lỗi của ai nhưng mà ảnh là lúc nào cũng xin lỗi con chứ. Con thấy tin nhắn đó nhưng mà lát sau con nhìn lại là không thấy tin nhắn. Con mới hỏi là ủa tại sao anh lại xóa tin nhắn đi? Ảnh nói là thì anh có một cái thói quen là ảnh đọc tin nhắn là ảnh xóa. Con bực quá, hôm đó con vừa cãi nhau với ảnh là con quăng cái điện thoại của ảnh luôn. Thì con nghĩ là ảnh cũng sẽ rất là tức, nhưng mà ảnh ôm con lại, ảnh nói là anh xin lỗi em bình tĩnh đi, khi hai vợ chồng mình ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì sau đó thì cái cô bạn đó cổ chụp màn hình lại thì cũng không có cái gì là ghê gớm, nên là dạ con cũng bỏ qua cho ảnh. Do mình. Dạ con hay nóng tính lắm. What do you want your wife change in the life? Hungry. No, I think it's enough. Everything is perfect. Oh. Yeah. Nice. Yes. Perfect. Tất cả là hoàn thiện hết. Như vậy là trong mắt của anh là con quá là đẹp rồi. Only this. Đối với anh chàng, cô gái trong mắt anh luôn là một người hoàn hảo, trừ một điểm nhỏ là cô có chút nóng tính. Anh chia sẻ rằng cô là một người phụ nữ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, luôn cố gắng làm việc và không ngại chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi cô gái có thể trở nên hơi nóng này trong những tình huống căng thẳng hoặc khi hai người có những bất đồng nhỏ. Qua những chia sẻ chân thành này, ta thấy rõ được tình cảm sâu sắc và sự bao dung của anh dành cho cô gái. Anh không chỉ yêu cô vì những điều tốt đẹp mà còn chấp nhận cả những mặt chưa hoàn hảo, bởi với anh, cô đã là tất cả. Too much. Clean a bit. And clean your house. At the time, I go right back home and yes. Ben thì chỉ mong muốn là Trang là bớt nóng lại. Dạ. Bớt tức giận lại. Yeah. Rồi hai vợ chồng là có dự định là có em có bé khi nào? Dạ có, hai tụi con đang dự định là kiếm một bé rồng vàng năm nay. Oh my god. Wow. They ask do we on a plan for the baby? Yes. I say yes this year. Yeah, yes. The dragon. Okay. Dragon. The golden dragon this year. Yeah. Em chúc đi. Chú Thuận. Và đó là câu chuyện đầy cảm xúc của cặp đôi trong tập hôm nay. Một bác sĩ pháp y người Pháp và một cô gái kế toán Việt Nam với những khác biệt về văn hóa, công việc và cả thói quen cá nhân. Nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả. Những thử thách về khoảng cách địa lý, những thói quen chưa hoàn hảo của cả hai đã không làm giảm đi tình yêu và sự gắn kết mà họ dành cho nhau. Chúng ta đã được chứng kiến một tình yêu chân thành, đầy kiên nhẫn và bao dung. Hy vọng rằng qua câu chuyện của họ, các cặp đôi khác cũng sẽ tìm thấy cảm hứng để yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống hôn nhân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Vợ Chồng Son. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đầy màu sắc.